Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì trước hết là rất là cảm ơn mọi người bởi vì đã cán mốc 1.000 người đăng ký, rất là vui. Bởi vì là thực sự ra là thì tôi rất là trân trọng cái giá trị thực trong cuộc sống này, cho nên là rất là mừng. Bởi vì thực ra cái số 1.000 người ấy thì nó rất là nhỏ bé, bởi vì là các bạn có thể theo dõi những cái trang, những cái YouTube của các YouTuber khác ấy, thì họ đều đạt con số rất là lớn. Nhưng mà tôi thì tôi không thích mua những cái đăng ký đó, mà tôi muốn là đó là những người thực sự cơ. Cho nên là tôi rất vui mặc dù số lượng người tham đăng ký cũng như là người theo dõi nó không nhiều như là các trang khác, nhưng mà đó là người thật và tôi cảm thấy rất là vui. Và cũng đạt được 35 ngàn lượt theo dõi, phải nói là rất là thú vị, bởi vì là đó là cái mục tiêu đặt ra cho một năm, nhưng mà đến giờ phút này là coi như là được gần 7 tháng thì là tôi đã đạt được cái mốc đó. Thì thực ra nó cũng không phải là cái gì lớn lao, nhưng mà rất là vui và thực sự trân trọng cũng như là rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh. Hôm nay thì cà phê sáng với Pi. Và có một cái thứ rất là vui mà chúng ta giờ phút này thì thực sự mọi tin tức về Pi thì chúng ta chỉ chờ đợi thôi. Hai nữa là các pioneer khác thì cũng đã ít nói đến các cái thông tin nữa rồi, mà tất cả chỉ là trong cái chờ đợi. Ai lan tỏa thêm được điều gì thì lan tỏa thêm, còn đâu thì hầu như là mọi người ở trong cái tư thế chờ đợi và chuẩn bị KYC và bước vào mainnet, bởi vì thời gian nó còn rất là ít thôi. Thì hôm nay thì có một sáng ra đọc một bài báo của bạn Ngô Đại Long. Cảm ơn bạn Ngô Đại Long, không biết bạn trích thông tin ở đâu nhưng mà có link đính kèm. Và bạn đã tìm ra những cái gia thế của Nicolas. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người đọc cái bài này của bạn ấy sưu tầm trên mạng nhá. Tuyệt vời. Ông nội giáo sư Petros Kokkolis. Giáo sư Petros Kokkolis sinh năm 1896, mất năm 1962, là giáo sư y khoa xuất sắc tại Đại học Athens, là một trong những nhân vật hàng đầu của y học ở Hy Lạp trước Thế chiến thứ hai, giới thiệu các phương pháp tiên phong trong phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật thần kinh. Tuyệt vời đúng không ạ? Những thành tựu khoa học, y học chính của ông bao gồm sự ra đời của phẫu thuật tạo hình lồng ngực ở Hy Lạp và cắt bỏ dây thần kinh điên cuồng để điều trị bệnh lao, cũng như phẫu thuật cắt khí quản đầu tiên bằng phương pháp tourniquet và phẫu thuật cắt màng ngoài tim đầu tiên để giải phóng viêm màng ngoài tim do nén. Cha của Nicolas, tỷ phú đô la Socrates Kokkolis, ông là một doanh nhân người Hy Lạp. Cha của ông Petros Kokkolis là một chính trị gia cộng sản và là thành viên kháng chiến Hy Lạp, sống lưu vong ở Đông Đức sau khi nội chiến ở Hy Lạp kết thúc. Tuyệt vời đúng không ạ? Kokkolis là một người sáng lập và là cổ đông lớn của Intercom Holding, một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia lớn nhất ở Nam Âu, và là chủ tịch kiêm cổ đông lớn của Intelot SA, một nhà cung cấp công nghệ trò chơi và là nhà điều hành xổ số được cấp phép. Ông đã thành lập và chủ trì quỹ Kokkolis, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy giáo dục, đào tạo, văn hóa và phúc lợi xã hội, nghiên cứu y tế, công nghệ thông tin và thể thao. Phải nói đó là một cái gia thế vô cùng khủng khiếp đúng không ạ? Như thế, ở cả Hy Lạp và nước ngoài. Vào năm 2015, giá trị dòng của Socrates Kokkolis ước tính vào khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Kokkolis thành lập Intercom vào năm 1977 với tư cách nhà cung cấp và sản xuất thiết bị viễn thông. Công ty đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc thực hiện việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông ở Hy Lạp, đặc biệt là thông qua quan hệ đối tác với Ericsson sản xuất các thiết bị chuyển mạch kỹ thuật số.
Intercom mở rộng ở Đông Nam châu Âu và trở thành tập đoàn công nghệ sản xuất hàng đầu, bao gồm các lĩnh vực phần mềm cho khu vực công điện tử, quốc phòng và xây dựng. Nó được niêm yết ở trên sở giao dịch chứng khoán Athens từ năm 1990. Phải nói đó là một những cái thông tin phải nói cực kỳ giá trị, đúng không ạ? Xin mời mọi người uống nước nhé. Tại sao? Bởi vì sao chúng ta hình dung đây là một cái nền móng, một cái nền tảng vô cùng tuyệt vời mà chúng ta đang đứng cùng. Tại sao đó là một cái, bởi vì sao khi mà nó đã là một cái dòng, nó là một dòng tộc rồi, đúng không ạ? Thì cái trí tuệ cũng như là những thứ mà gọi là về vật chất, về tinh thần, các thứ nó đều là ở một cái nền tảng cực kỳ tuyệt vời. Thì đương nhiên chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một cái thứ gì đó nó phải là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy hạnh phúc không? Cocalis thành lập Intralot vào năm 1992 với tư cách là nhà cung cấp phần cứng và phần mềm cho ngành công nghiệp game. Intralot trở thành một trong ba công ty hàng đầu trong lĩnh vực này trên toàn thế giới. Hiện nay có 5.400 nhân viên và đại diện ở 35 quốc gia. Intralot có sự hiện diện mạnh mẽ ở Hoa Kỳ với 20% thị phần xổ số, cung cấp các dịch vụ của mình cho 11 xổ số tiểu bang. Kinh khủng không? Cocalis cũng lãnh đạo Fanaphone, liên doanh di động của Vodafone ở Hy Lạp ngay sau khi ra mắt điện thoại di động ở Hy Lạp vào năm 1992. Năm 2005, Intercom trở thành công ty mẹ và mua lại Henlat Online, một nhà cung cấp ISP đã trở thành nhà cung cấp điện thoại và internet lớn đã được bán cho Vodafone vào năm 2014, cùng năm Intercom Holding thoái vốn và cũng hình thành chi nhánh sản xuất viễn thông Intercom Telecom. Ngày nay The Holding sở hữu 3 công ty lớn: chi nhánh xây dựng Intercard, nhà phát triển phần mềm Intershop International và là đối tác của Oracle và là nhà cung cấp chính cho Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu, và Intercom Electronics có quan hệ đối tác chặt chẽ với Raytheon. Ba công ty ngày nay sử dụng 2.200 nhân viên và có mặt trên 70 quốc gia trên toàn thế giới. Phần lớn doanh thu của tập đoàn đến từ xuất khẩu và các hoạt động khác. Ba anh trai của Nicolas là doanh nhân và là chính trị gia tại Nghị viện châu Âu. Petros Cocalis sinh năm 1970. Như thế có thể chúng ta đã thấy rằng là điều tuyệt vời gì đang xảy ra với chúng ta, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng ta đang đi cùng những thứ cực kỳ vĩ đại, và chắc chắn rằng Pi của chúng ta sẽ phải là một thứ cực kỳ vĩ đại. Tôi thì tôi rất buồn cười về cái sự đánh giá cái giá trị của đồng Pi. Nói lại thôi, bởi vì cái câu chuyện giá trị của Pi bây giờ chúng ta không cần bàn cãi nữa rồi, bởi vì chắc chắn rằng nó sẽ không phải là cái giá trị mà các bạn hình dung tưởng tượng ra đâu. Nhiều người nghĩ rằng đào bới một ngày được 1 đô, rồi được 10 đô 6 Pi và được 60 đô một ngày, tức là ý là 10 đô cho một Pi ấy, là cảm thấy nó hạnh phúc. Nhưng điều đó không có, bởi vì sao? Thực sự ra chúng ta hình dung ra rằng Pi đã đi một quãng đường rất là xa, đúng không ạ? Đã là một cái sự ấp ủ, và vừa ấp ủ vừa phát triển. Phát triển ngay khi chưa vào mạng chính, chứ không phải là đến khi vào mạng chính mới là bắt đầu. Cho nên tại sao tôi vẫn nhắc rằng là giá trị của Pi được tạo dựng từ những năm về trước, chứ không phải là đến khi Mainnet mới là cái giá. Còn đâu Mainnet đó là cái giá đồng thuận của cộng đồng. Cho nên tại sao chúng ta đừng nghĩ đến việc nhỏ mà chúng ta hãy nghĩ lớn, suy nghĩ lớn, đúng không ạ? Nghĩ lớn bởi vì sao? Đó chính là cái mà chúng ta được quyền suy nghĩ đến nó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chính là những người đóng góp và tạo dựng lên được cái giá trị của Pi. Pi nó là sự đồng thuận. Do đó thì chúng ta
chúng ta suy nghĩ lớn thì chúng ta sẽ đạt được thành quả lớn, chúng ta suy nghĩ nhỏ thì chúng ta sẽ đạt kết quả nhỏ. Tuy nhiên cái suy nghĩ của những người Việt Nam ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, cũng như là nó không ảnh hưởng gì đến cái công việc mà Nicolas đang làm. Mà ví dụ chẳng hạn các bạn nghĩ nhỏ quá ấy, thì đương nhiên các bạn lại sẽ bị xếp lại đằng sau. Bởi vì sao? Ở đây cần những cái đầu óc rất là lớn và những cái đầu óc vĩ đại, cũng như là đầu óc của các doanh nhân, những người doanh nhân, những người chủ sở hữu những cái khối tài sản hoặc là những cái sản phẩm mà có giá trị để mang lại cái giá trị cho cộng đồng á, thì người ta sẽ phải nghĩ lớn. Và như vậy thì tại sao mà cái giá trị của Pi nó sẽ không bao giờ là 1 đô hay 10 đô như các, hoặc 3 đô hay 5 đô như bạn suy nghĩ, mà nó đã là một lộ trình rất lớn rồi. Đấy là nói về cái mặt xã hội. Còn nói về mặt kỹ thuật thì chúng ta hình dung ra rằng Pi của chúng ta vượt xa so với lại cả Bitcoin, vượt xa so với cả Ethereum. Bởi vì sao? Đó là những thứ sản phẩm, dù rằng nó có thể là chất lượng, có thể nó giống như kim cương ấy, nhưng mà cái thứ nhất là cái bản chất ra đời ban đầu ấy, ra đời đầu tiên ấy, thì bao giờ nó cũng có những cái khiếm khuyết mà người ta phải sửa chữa và bổ sung để có thể trở thành một cái hoàn thiện sản phẩm, một sản phẩm hoàn thiện. Thì cái sản phẩm của Pi là sản phẩm hoàn thiện của hai sản phẩm đi trước, hai thế hệ đi trước, đúng không ạ? Bitcoin là thế hệ đầu và Ethereum là thế hệ thứ hai, thì Pi của chúng ta là thế hệ thứ ba, và nó sẽ sửa chữa được những cái khiếm khuyết mà hai cái sản phẩm ban đầu đã mắc phải những cái khiếm khuyết đó. Những khiếm khuyết không thể sửa chữa, đúng không ạ? Khiếm khuyết kể cả về mặt kỹ thuật, kể cả về mặt cộng đồng, hoặc là kể cả mặt về mặt các cái hệ sinh thái. Do đó thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta đang trên con thuyền lớn và ra khơi khám phá đại dương với những người đàn ông cực kỳ thông minh và cực kỳ tuyệt vời, để nói rằng là rất vĩ đại. À, còn cái chuyện liên kết giữa người nọ người kia, chúng ta phải hình dung như này này. Startup, đúng không ạ? Nicolas của chúng ta là một người giám đốc điều hành kỹ thuật của startup là sao? Là khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, và trong đó thì bây giờ nó đã hỗ trợ được cho hơn 1.500 doanh nghiệp phát triển mạnh, và trong đó thì đó đã tạo lên thương hiệu của hơn 600 doanh nghiệp trên thế giới nằm ở trong startup, đúng không ạ? Vậy thì tại sao nếu như Nicolas của chúng ta mà chỉ cần truyền thông và có thông tin với những cái người mà đã từng là những cái người mà được hỗ trợ của Nicolas, giống như là học trò của Nicolas, thì liệu rằng là cái sự phát triển của nó sẽ kinh hoàng đến như thế nào, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là chúng ta phải nói rằng là chúng ta là những con người may mắn trong số những cái người, bởi vì sao? Đã dám tin, chúng ta đã dám tin từ những ngày đầu khi chưa có bất kỳ một cái thông tin gì, hoặc cũng như là chưa có một cái cơ sở gì để khẳng định, nhưng chúng ta có niềm tin để chúng ta đi cùng và đi theo Pi, để ngày hôm nay Pi có thể trở nên rực rỡ này, thì đó cũng là cái đóng góp rất lớn của cái cộng đồng Pioneer, đúng không ạ? Bởi vì sao? Pi chỉ có thể thành công khi có một cộng đồng lớn, cũng như là cũng chỉ có thể thành công khi mà về cái mặt kỹ thuật nó được phải thực sự mang cái tính đột phá và phát triển hơn so với những cái thứ sản phẩm đi trước. Do đó thì chúng ta ở đây có những cái yếu tố rất mạnh, đúng không ạ? Mạnh về mặt kinh tế, mạnh về mặt kỹ thuật, mạnh về mặt trí tuệ, mạnh về mặt cộng đồng, mạnh về mặt hệ sinh thái, mạnh về mặt các doanh nghiệp lớn ở trong cộng đồng Pi của chúng ta. Bởi vì sao? Trong cộng đồng Pi thì số lượng các doanh nghiệp lớn của thế giới nó khủng khiếp lắm. Nhắc lại cái câu chuyện mà vị tiến sĩ kia nói, bởi vì sao? Vị tiến sĩ đó nói quá sâu về chuyên môn. Nhưng tôi không đánh giá về góc độ chuyên môn, bởi vì chuyên môn thì chắc chắn một điều rằng đó cũng là một điều tuyệt vời rồi. Nhưng tôi nói về cái góc độ kinh doanh thôi. Thì tôi nói ví dụ chẳng hạn, giả sử nhé, Pi của chúng ta về kỹ thuật nó không đạt cái trình độ giống như là chúng ta đang được hưởng, mà nó chỉ ở góc độ doanh nghiệp thôi, thì như này, bất kể sản phẩm đó là cái gì,
Nhưng khi mà có một cái cộng đồng lớn như thế thì kể cả sản phẩm đó là con số bằng không, người ta cũng biến cái con số không đó thành cái số có giá trị, đúng không ạ? Bởi vì sao? Giá trị là do cộng đồng tạo ra. Do đó thì khi mà đã đạt được cái số lượng cộng đồng lớn, người ta tạo từ số không ra số con số. Điều đó đúng không ạ? Chứ tôi không cần quan tâm nó là cái gì, tôi chỉ cần biết có một cộng đồng lớn, tôi sẽ tạo ra một thứ sản phẩm để cho cộng đồng. Và P của chúng ta thì không hoàn toàn là cái sản, cứ cho là giống như lời vị tiến sĩ kia nói thôi, thì là có nghĩa là ở cái chỗ là nó không có cái gì cả. Ok, không có cái gì cũng không sao cả. Nếu như mấy chục triệu con người trên toàn thế giới, trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang chấp nhận nó, thì tôi sẽ biến cái không thể thành cái có thể, đúng không ạ? Tôi biến được cơ mà. Bởi vì sao? Tôi sẵn sàng, tôi thuê những IT giỏi, thậm chí thuê cả ông về, ông viết cho tôi một cái thứ có giá trị để cung cấp cho 20 năm, 27 hay là 30 triệu cái cộng đồng này. Được không? Được quá chứ. Về góc độ doanh nghiệp thì tôi nói thẳng luôn rằng đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Và tôi hoàn toàn biến cái số không thành cái số có. Đó, đó là lý do mà tại sao chúng ta nên tin tưởng. Và phải nói rằng đó vẫn là một cái mà sự bảo thủ. Bảo thủ cho đến giờ phút này mà người ta không dám công nhận rằng mình đã sai. Đáng ra là mình sai á, thì một lời xin lỗi đối với cộng đồng không sao cả. Tôi không thích nó, nhưng tôi xin lỗi đã có những phát biểu nó không được chuẩn chỉnh, hoặc là tôi đã không tìm hiểu kỹ và tôi đã phát biểu vội vã hồ đồ như thế, thì xin lỗi cộng đồng và mọi người hãy bắt đầu nếu như mọi người thích. Đó mới là một lời chân chính từ một tiến sĩ đáng mặt, đúng không ạ? Chứ không phải là cái chuyện là anh vẫn bảo thủ và mang cái danh nghĩa tiến sĩ của anh đi để anh khiến cho bao nhiêu con người mất cơ hội. Tại sao mà Trung Quốc, đúng không ạ? Cả một coi như là cái sự truyền thông của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ trở thành cái nước cực kỳ mạnh ở chỗ là như này này. Họ bây giờ là người sở hữu thế giới lớn nhất về đồng Pi. Và cái cách làm của họ là họ chi rất là nhiều tiền. Thậm chí chỉ một cá nhân thôi họ đã chi đến hàng 4 triệu đô la Mỹ, có nghĩa hàng trăm tỷ đồng để người ta quảng bá cho Pi, trong khi Pi chưa bỏ một đồng nào ra để quảng bá. Tại sao thế? Bởi vì người ta, đó là người ta có tầm nhìn. Thứ hai nữa là tại sao mà trong công sở chúng ta đã nhìn thấy những video, đúng không ạ? Những vị mang cái trang phục cảnh sát này, những cái non thiếu úy đại úy này vứt hết ra bàn để đáo Pi. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó chưa? Đó là lực lượng quân đội cực kỳ mạnh của Trung Quốc. Tại sao họ cũng làm cái việc mà cái người Việt Nam đang cho rằng ngớ ngẩn? Người Trung Quốc cực kỳ thông minh và họ rất là nhanh nhẹn trong thị trường, đúng không ạ? Và họ sẽ trở thành mạnh mẽ. Bởi vì sao? Thậm chí họ vượt qua Mỹ, bởi vì cái Mỹ thì tôi cũng nói rằng là cái thất bại lớn nhất của Mỹ đó là Tổng thống Trump không tiếp tục làm Tổng thống, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa đó là không quan tâm đến sản phẩm mà do chính những cái từ những cái thung lũng Silicon của Mỹ phát hành khởi xướng ra, để cho cái người Trung Quốc tận mãi cách nửa vòng trái đất này họ phát hiện ra rằng đó là những thứ tuyệt vời và họ có thể bá chủ thế giới. Được không? Được. Bởi vì sao? Người Trung Quốc cực kỳ thông minh. Tuy nhiên cái người đó mà tôi không thích đó là cái tính họ tham lam và họ thực sự là bất chấp. Họ làm bất chấp vì tiền, họ bất chấp tất cả các thứ, và thậm chí kể cả những cái gọi là những thứ tàn độc nhất họ cũng có thể dám làm để họ có thể. Có nghĩa là cái tính gọi là tính cố hữu ở trong người của họ là họ phải luôn luôn là số 1 đó. Tức nghĩa là có nghĩa là ở chỗ là họ cực kỳ là bất chấp để họ làm. Đó, nói như vậy để mọi người hiểu rằng chúng ta đang đi cùng với những thứ cực kỳ tuyệt vời và vĩ đại. Có nghĩa là chúng ta đang đi cùng những thứ cực kỳ vĩ đại, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ được chờ đợi thôi, chờ đợi một cái sự một cái niềm vui mà chắc chắn rằng nó sẽ vỡ òa. Và phải nói rằng sự bùng nổ của Pi đó là một sự bùng nổ kinh hoàng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, bởi vì là mọi người đã rất là ủng hộ tôi, cũng như là tôi rất vui vì có những cái lời khen ngợi, đó là sự động viên tinh thần cho tôi để tôi phấn đấu và cố gắng ở trong cái kênh của mình để đem đến cho mọi người những thông tin bổ ích nhất, cũng như là những cái niềm vui vẻ để làm sao cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi qua và chúng ta sẽ trở thành những con người tử tế trong một cái cộng đồng rất là tử tế và nhân văn. Tôi vẫn luôn nhắc lại rằng đừng làm những thứ gì để phá vỡ ngôi nhà yêu thương tuyệt vời của chúng ta. Những bạn trẻ, những bạn mà
và bất chấp mọi việc để có thể có những đồng pi á. Bởi vì sao các bạn, bây giờ các bạn nhìn nhận ra giá trị tuyệt vời của pi, nhưng chúng ta có nhiều cách đàng hoàng để có thể kiếm những đồng pi, đừng đi lừa đảo cũng như là đừng đừng làm những điều mà nó thực sự làm xấu, nó xấu mặt các beginner của Việt Nam đi. Cũng có một cái tin rất là vui, đúng không ạ? Bởi vì sao, ngày hôm qua hôm kia thì đã rất là nhiều các cái doanh nghiệp đã bắt đầu chấp thuận thanh toán bằng đổi hàng hóa bằng pi. Cũng có một cái giao dịch rất là tuyệt vời, đó là một căn biệt thự ven biển của lúc đầu thì tôi nghĩ là Quảng Ninh, nhưng mà hóa ra là Quảng Nam, chắc là Quảng Nam mà. Đó thì là một căn biệt thự ven biển đã được trao đổi bằng pi. Các bạn cũng rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thứ hai nữa là các cái công ty dược, có một số công ty dược bắt đầu nhảy vào hệ thống dược ở trong pi, phải nói rằng đó là cả thế giới. Đó trước đây tôi đã chia sẻ, đúng không ạ? Một công ty dược lớn của thế giới với sự phát triển trên hơn 20 quốc gia, 24 quốc gia đã xây dựng một hệ thống y tế rất là tuyệt vời, và các cái sản phẩm về y tế trong cái kinh doanh của mình và cũng đã nằm ở trong vòng tròn pi của chúng ta. Và có một điều nữa, đó là cũng hôm qua thì có các bạn là cũng rất là nhiều các cái doanh nghiệp đã bắt đầu trao đổi bằng ô tô, bằng xe máy, các cái xe cũ thôi, nhưng mà đó cũng là những cái tín hiệu rất là vui, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm mà chúng ta có, chúng ta không mua bán mà chúng ta trao đổi, chúng ta không mua nữa. Thì nếu mà, bởi vì sao, đó là cái sự không chấp thuận, còn đâu nếu mà Việt Nam chấp thuận thì sẽ thu được thuế, còn không chấp thuận thì họ sẽ phải tìm cái cách để họ đi theo con đường khác thôi, đúng không ạ? Có ví dụ chẳng hạn là tôi có thể mua hàng từ Mỹ, từ Trung Quốc về và tôi nộp tiền thuế cho Việt Nam, hoặc là những cái sản phẩm của doanh nghiệp của tôi, ví dụ kinh doanh thương mại, thì tôi có thể vẫn quy nó sang tiền Việt Nam. Nếu mà Việt Nam không chấp nhận thì tôi quy sang Việt Nam để tôi kinh doanh, và tôi vẫn nộp thuế cho nhà nước theo một cái hướng đi nó thực sự là công khai, minh bạch, rõ ràng, và có nộp thuế cho nhà nước, tôi không có làm gì sai cả. Và tôi cái việc thỏa thuận để nhận lấy đồng pi của tôi nó không liên quan gì đến việc cấm đoán của chính quyền cả, của chính phủ Việt Nam cả. Bởi vì sao, tôi nộp tiền thuế bằng tiền Việt Nam đồng, và những cái sản phẩm của tôi được quy đổi là giá trị Việt Nam đồng. Còn đâu cái việc tôi lấy cái gì, đấy là việc của tôi, đúng không ạ? Đó là tiền của tôi, cho nên đó không phải là cái việc vi phạm pháp luật, trừ trường hợp đó là chúng ta mua bán bằng cái sản phẩm đó và chúng ta không nộp thuế, trốn tránh thuế, cũng như là chúng ta không thể dùng cái đồng tiền đó để chúng ta nộp thuế cho nhà nước. Còn đâu khi nào mà nhà nước chấp thuận thì họ sẽ dùng cái đồng pi để nhận thuế bằng pi, ví dụ vậy, đúng không ạ? Ví dụ doanh nghiệp tôi kinh doanh, tôi đóng góp cho nhà nước tiền thuế là tính bằng quy đổi bằng pi là phải nộp, tôi được 100 pi đi thì là tôi phải nộp về nhà nước 10 pi đó. Thế nhưng mà không, tôi chẳng cần, bởi vì sao, tôi sẽ chuyển nó sang tiền Việt Nam 10 pi. Ví dụ chẳng hạn giá quy đổi của thị trường là 100 đô la Mỹ thì tôi sẽ có 100 pi, thì có nghĩa là 10 ngàn thì tôi sẽ nộp 1 ngàn về nhà nước, đúng không ạ? 1 ngàn đô la Mỹ về nhà nước, quy ra tiền Việt nhân với 23 nghìn mấy trăm đồng đó. Thế thì đó là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được, không có ảnh hưởng gì cả. Chúng ta không trốn thuế, chúng ta không làm những điều sai trái, thì chúng ta được phép hoạt động kinh doanh một cách chính thống, và chúng ta như những cái doanh nghiệp bình thường khác, chứ không phải là ảnh hưởng đến cái việc cấm đoán của nhà nước. Xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày thật là bình an và nhiều hạnh phúc. Tạm biệt nhé.